Cửa hàng Auto Minh Nguyễn xin chào tất cả các bác quý chị âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay bên em tiếp tục giới thiệu cho các bác một dòng đẩy nguồn xung mạch Cnat Y đời cao nhất hiện nay và thương hiệu của AES, một dòng được thiết kế gọi là mặt inox nha các bác nhé. Mặt inox sáng đẹp và được dập sơn tích điện. Dòng này nó là dòng hàng xịn sò của hãng rồi, nên các bác chơi cực kỳ là yên tâm. Nói chung là nó khác biệt với lại những hàng mới rất là nhiều cho các nhá. Đấy. Con này 100% là con xịn sò của công ty hãng. Các bác có thể check cái mã vạch này, nó sẽ ra đúng công ty. Và cái mã vạch này là không phải là cái mã dán cho các nhá. Đấy. Ở trên này là dán này, nhưng mã này nó đã dập luôn vào trong cái sơn sexy luôn. Đấy. Và cái mã vạch này nó sẽ có các bác quét ra nhà máy của nó. Đấy. Nhà máy hãng của nó. Ở đây em sẽ quay qua sơ bộ thông số đằng sau cho các bác xem. Thì con này thì tín hiệu vào nó sẽ gồm hai đường tín hiệu vào này và hai đường tín hiệu linh là đẩy khác này. Đấy, các bác nhìn những hàng bãi thì các bác nhìn này, cái rắc của nó này, rất là chắc chắn, đằng chóe luôn. Đấy. Và chế độ đánh nó sẽ có Braille này, Paranel này, Sitea này. Đấy. Giới hạn tín hiệu đầu vào là 0,775V là 1V này. 32 dB này, đây giới hạn tín hiệu đầu vào. Đấy. Con này thì các bác chập kênh thì đánh nó sẽ xuống được 2 ô nhé các nhá. Đấy. Tín hiệu ra nó sẽ đố cọc. Đấy. Và rắc níu trích. Đấy. Con này nó sẽ có cái cầu chì. Đấy, cầu chì ở đây. Áp. Tổng công suất điện tiêu thụ là 2300W. Đấy. Tổng công suất tiêu thụ điện. Con này thì đát của nó còn khá là đẹp nhé các nhá. Khá là mới. Đát con này 2018 nhé các nhá. Đát 2018. Ngày 16 này, tháng 8 2018 này. Đấy. Các bác nhìn này, rất là khôn luôn. Đều dập giữ dập ngày tháng sản xuất hết. Đấy. 2018 này là của nó còn rất là đẹp nhé các nhá. Tất cả thì thật sự các bác là bãi mà thật sự các bác là về chỉ vệ sinh qua là các bác nhìn nó đã đẹp như này. Quạt em còn chưa thổi. Đẹp chưa? Đẹp như mới luôn các bác nhá. Đẹp xuất sắc. Hàng bên em chỉ có vệ sinh thổi bụi thôi nhá các bác nhá. Thì những cánh quạt nó hơi bẩn này. Vẫn chưa sạch được hết. Này phải lấy cái chỗ con nó quét nó mới sạch được mấy cái bụi này. Đấy, các bác nhá. Con này thì nó sử dụng chạy sò LG nhé các nhé. Đấy. Sò LG. Sò LG. Đây là một dàn sò của nó. Sò LG. Ở đây là những con sò bù áp. Sò MOSFET bù áp. Con này thì tổng công suất thì là mỗi một kênh nó sẽ rơi vào 1300W trên một kênh. Thì đây nó sẽ có mã của nó này, AT1300 model các nhá. 1300W trên một kênh thì con này nó sẽ có từ 700 này đến 850 này, 1300 này, 1500 này, 2000W này. Đấy, nó sẽ có mấy mã. Đấy. Và con này nó ở tầm trung thì nó sẽ là 1300W trên một kênh các nhá. 1300W trên một kênh thì các bác chơi là quá là ok rồi, các bác có thể đánh phun đuôi đánh luôn ok luôn. Đấy. 1300W là đánh ở chế độ 8 ohm nhé các nhá. 8 ohm. Và các bác nào mà đánh xuống 4 ohm thì nó sẽ rơi vào tầm 2200W. Đánh ở chế độ 4 ohm. Đấy. Các bác có thể đánh full được, súp được. Đấy là công suất chuẩn cho các bác. Đấy. Con này đèn nét nó rất đẹp, đèn nháy thanh. Đấy. Nét thanh cực kỳ đẹp luôn. Chế đáp bi nhưng mà nhắc chế đáp bi rất là khôn, sáng bóng luôn. Nói chung là số lượng về không có nhiều, có 7 con thôi nhá các bác nhá, 7 con thôi nhưng mà nó đẹp đều như nhau hết. Đấy, con nào cũng vậy này các bác nhìn. Đấy, mặt cứ sáng quắc luôn, đẹp chưa. Đấy, con nào đấy tụ tiếc còn rất là đẹp, phổ phẳng ni, tụ phẳng ni luôn các bác nhá. Đi. Rồi 2018 mà thật sự các bác là
quá là mới luôn, quá là đẹp, không có điểm chê luôn. Thì bên em thì tất cả những dòng công suất bên em là rất là nhiều, những dòng công suất lớn 2 kênh, 4 kênh, 3 kênh, đây là những dòng công suất lớn ở bên em. Dòng này thì em cũng có làm video trước rồi đấy, rất là nhiều các bác nhé, rất là nhiều luôn, công suất thì các bác bạc ngàn. Nên là bên em chỉ thử những cái dòng công suất chất lượng để dành để gọi là lên sóng cho các bác thôi, chứ còn thật sự các bác là bên em không bán những dòng hàng kém chất lượng các bác nhé. Những cái dòng đẩy như này thì các bác đánh full đấy, tiếng nó rất là hay, nó sẽ rất là lợi lời đấy. Những con này thì lời của nó thì thôi rồi, các bác nào những dùng những đôi loa mà lời nó kém ấy, đấy nó tối lời đấy, thì các bác chưa cắm một con đẩy này, thật sự các bác là nó lên tầm rất là nhiều luôn. Con này dòng mạch sử dụng mạch Caradi nên là dòng mạch đời cao, nên là nó sẽ cho giải trung và giải chét rất là sáng và tươi đấy. Nghe những dòng này thật sự các bác là con đẩy dòng này nó đánh rất là chi tiết, nó sẽ thể hiện được hết các bài các dụng cụ ở trong cái bài nhạc ra đấy, để cho các bác nghe đấy. Loa càng hay thì các bác nắp vào con đẩy này thì nó ra nhiều những cái chi tiết nữa đấy. Vì dòng này thì tiếng nó sạch sẽ, vì nó sẽ có những cái dòng lọc đấy, đây là cái cuộn lọc nguồn này, con này nó có cả lọc nguồn nhé các nhá, đấy lọc nguồn điện đây, đấy đây là lọc nguồn điện đấy. Khi điện cấp vào đây nó sẽ chạy qua mấy cái cuộn lọc này, đây ở đây nó sẽ có 3 cuộn lọc nhé các nhá, 1, 2, 3 đấy, 3 cấp độ lọc đấy, lọc điện lọc nguồn sạch cho lúc đấy nó cấp vào đấy, cấp vào trong nguồn nhé các nhá, đấy, lúc đấy nó sẽ cấp vào trong nguồn đấy. Nên là các bác dùng qua con này tiếng rất là sạch chi tiết, nó nét luôn. Còn tất cả linh kiện các bác biết rồi, hàng xịn sò, hàng vãi là chắc sẽ là đều là linh kiện hàng chính hãng nhé các nhá, đều là linh kiện chính hãng này, nhìn trong súng rất là khôn đấy. Hàng này thì nó là hàng vãi rồi chứ không phải là hàng mới thì nhiều anh em đặt tên kẻ tên thì đấy thì sự các bác là cũng khó nói lắm đấy, nhưng mà đây nó là hàng vãi xịn luôn đấy. Khẳng định cho các bác là những cái dòng hàng vãi này chất tiếng nó sẽ khác bọt hơn những cái hàng mới các bác nhá, chất tiếng nó sẽ khác hơn những cái hàng mới đấy. Đấy, những chiếc cục đẩy như này thì thật sự các bác là về hình thức nó cũng rất là đẹp đấy, là không có điểm chê rồi, và độ chất lượng và độ hay của nó thì thật khẳng định cho các bác luôn, con này đánh thì rất là hay rồi, quan trọng là cái mức giá thôi. Và cái hàng này thật sự các bác là không có nhiều, nhưng có nhá, có 7 con thôi đấy. Và size của nó cũng chỉ rơi tầm 45cm thôi, chiều sâu của nó 45cm thôi đấy, rất là gọn gàng để cho các bác bút vào tủ kệ, những dòng tủ kệ gọi là chiều sâu nó ngắn đấy, các bác chơi con này là rất là ok luôn đấy. Thì những chiếc cục đẩy như này thì em xin báo giá luôn để cho các bác được nghiên cứu và tham khảo. Những chiếc cục đẩy hàng chất lượng xịn sò như này bên em đang bán mức giá là 8 triệu nhé các nhá, 8 triệu đấy. Một mức giá cực kỳ hợp lý để cho các bác chơi những con đẩy xịn 2 kênh. Các bác về đánh có thể full đôi. Các bác chơi thoải mái luôn. Và súp kép côn 100 các bác có thể chơi được. Đấy. Các bác nào lấy những cái dòng hàng chất, hàng xịn sò như này thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em đang trên bài. Ở bên em còn rất là nhiều những dòng đẩy công suất lớn để cho các bác nữa. Và những dòng này thì bên em bán sẽ có chế độ bảo hành cho các bác 3 tháng. Các bác dùng trong vòng 3 tháng lỗi bên em sẽ hỗ trợ xử lý cho các bác. Bác nào lấy thì điện thoại trực tiếp vào số điện thoại em đang trình bày. Đây cũng là số điện thoại ở bên cửa hàng và địa chỉ cửa hàng. 0985 778 338. Các bác ở gần qua trực tiếp cửa hàng ở số 247C đường Ngô Quyền, phường Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Vì video này em xin tạm dừng tại đây. Xin chào các bác. Bác nào khi ra video nếu thấy hay, cho em xin nút like, nút đăng ký để tiện theo dõi những video, những mặt hàng mới nhất ở bên em được luôn cập nhật hàng ngày cho các bác. Sau đây em xin chào và hẹn lại các bác trong các video tiếp theo.